Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay chúng tôi xin được bắt đầu bằng tách cà phê ạ. Chắc là có lẽ xin mời chị Bích Phượng hãy thưởng thức tách cà phê mà trong buổi sáng ngày hôm nay tôi đã pha trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay và mang vào trường quay. Chị thử xem và xem cái hương vị của nó như thế nào. Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Xin mời quý vị và xin được mời anh Việt Cường. Wow. Xin được chia sẻ với anh Việt Cường là như thế này. Tôi thì mỗi ngày tôi cũng hay chọn cho mình một ly sinh tố hoa quả hay là các loại trà thảo mộc và đôi khi cũng là những ly cà phê. Và đặc biệt là tôi hay chọn các loại cà phê Việt. Và phải nói rằng là rất cảm ơn anh Việt Cường vì ngày hôm nay đã mời tôi một ly cà phê trước khi mà vào trường quay. Rất là tỉnh táo, sảng khoái và đầy năng lượng cho một ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, tôi thì tôi rất thích uống cà phê sữa, đặc biệt là đối với những người miền Nam như tôi á, thì cái việc uống cà phê sữa thì nó giống như là những người miền Bắc họ uống trà đá vỉa hè vậy, một cái thức uống mà phải gọi là rất là đổi quen thuộc đối với tất cả mọi người luôn. Dạ vâng, đúng vậy ạ. Cà phê sữa đá là thức uống mà rất nhiều người đam mê cà phê đều gọi là thức uống gây nghiện bởi hương vị của cà phê rang xay nguyên chất quyện với lại sữa đá. Cà phê tại Việt Nam được pha chế không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, với nước nóng đổ qua cốc lọc nhỏ để từng giọt cà phê đen đậm đặc chảy xuống ly. Sau đó thì trộn với sữa đá có đường và đá rồi thưởng thức. Vâng ạ, cái công thức pha chế cà phê này chị biết không, rất là hấp dẫn và ngày nay nó đặc biệt không chỉ ở Việt Nam nữa mà thưa quý vị, cách thức pha chế cà phê này đã có mặt ở London, thủ đô của Vương quốc Anh. Một quán cà phê nhỏ bé tại một thành phố xa xôi ở châu Âu, họ đã đem cái hương vị cà phê pha chế theo kiểu Việt Nam đến với người dân nơi đây và từ đó đã lan tỏa ra khắp mọi nơi luôn. Nghe đến đây thì đã rất hấp dẫn rồi và để cho quý vị không phải chờ đợi lâu hơn nữa thì xin được mời quý vị sẽ cùng đón xem phóng sự ngắn ngay sau đây về cách mà người châu Âu thưởng thức hương vị cà phê sữa đá của Việt Nam, một thức uống yêu thích của người Việt. Trong trung tâm của London có một khu họp chợ vào cuối tuần. Nhiều người đến đây để thưởng thức một thứ đồ uống đến từ Việt Nam và có lẽ cũng chỉ có ở Việt Nam. Ở đây có những chiếc ghế được bày quay ra ngoài đường, giống y như những quán cà phê vỉa hè của Sài Gòn. Người chủ quán cà phê này là Ian, đã có 12 năm bán đủ các loại cà phê và bây giờ ông dừng lại ở cà phê Việt Nam. Mở hộp ra là thấy thơm ngay, nó có hàm lượng dầu cao, nó thơm hơn phần lớn các loại cà phê ở đây, hương vị của nó rất là mạnh. Cà phê được pha bằng phin, một cách pha rất lạ lẫm ở châu Âu. Pha bằng phin ngon hơn pha bằng máy, vì hương vị của cà phê toát ra một cách tự nhiên. Sức nóng, không khí bị nén xuống, đẩy hương vị của cà phê xuống. Thỉnh thoảng tôi nhấc cái này lên một chút để nó có thêm một ít không khí, mọi thứ trộn lẫn với nhau và rò xuống bên dưới. Tôi học cách pha cà phê này của một người thầy là người Việt Nam. Ông ấy dạy cho tôi tất cả những kinh nghiệm của ông ấy. Tôi đã học công thức đó trong 5 năm. Ông ấy bảo là, thay vì đổ sữa đặc vào cà phê, chúng ta phải nấu sữa đặc bên trong cà phê. Như thế sẽ tạo ra một hương vị đặc biệt. Nếu chúng ta chỉ khuấy đều lên, thì cà phê sẽ không có được sự cân bằng. Phải nấu sữa đặc bên trong cà phê như thế này mới tạo ra được sự cân bằng giữa hương vị mạnh và vị ngọt. Đa số khách hàng là những người đã đi du lịch rất nhiều và có lẽ muốn tìm sự khác biệt. Nó có hương vị mạnh, khác biệt, vừa nóng vừa lạnh. Và một ngày đẹp trời như thế này, thứ đồ uống này làm ta thoải mái. Những ngày đẹp trời như thế này ở châu Âu là rất quý. Và lựa chọn một thứ đồ uống trong một ngày đẹp trời không phải là sự lựa chọn dễ dãi. Với một thị trường đầy rẫy các tên tuổi lớn về cà phê sữa đá của Việt Nam có thể đã tạo được một sự khác biệt. Như thế đã là quá đủ để nghĩ tới những thành công lớn hơn. Vâng, chị Bích Phượng có cảm nghĩ như thế nào sau khi mà chị theo dõi phóng sự vừa rồi ạ? Phải nói thật là sau khi mà xem đoạn phóng sự vừa rồi thì tôi cảm thấy rất là thích thú, thấy tự hào và thấy tâm hồn được phóng khoáng như thể là tôi đang được thưởng thức hương vị cà phê sữa đá trong bản nhạc du dương vào những ngày cuối tuần tại London, Vương quốc Anh vậy.
Vâng ạ, cũng xin được chia sẻ với chị Bích Phượng là cái phóng sự này được ghi lại qua một cái sự tình cờ thôi ạ, của một nhà báo rất quen thuộc với kênh VTC16 của chúng tôi. Xin được giới thiệu, đó chính là nhà báo Trần Uy. Và nhà báo Trần Uy thì hiện đang sinh sống và công tác tại London của Vương quốc Anh. Khi mà đặt chân đến châu Âu thì nhà báo Trần Uy của chúng ta đã có rất là nhiều cảm xúc khi mà được nhìn thấy những cái nông sản đặc sản của Việt Nam được người dân trên thế giới trầm trồ khen ngợi. Cà phê sữa đá của Việt Nam đã đem lại một cảm giác vô cùng đặc biệt, mới lạ, đặc biệt là đối với những thực khách châu Âu của chúng ta. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện trực tuyến với nhà báo Trần Uy và chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về hương vị cà phê sữa đá pha theo kiểu của Việt Nam ở trời Âu, thú vị như thế nào quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối từ trường quay tới nhà báo Trần Uy ạ. Vâng, xin được chào nhà báo Trần Uy ạ. Xin chào quý khán giả. Vâng, thưa nhà báo, anh đã công tác ở nước ngoài một thời gian dài khi mà bắt gặp hương vị cà phê sữa đá quen thuộc mang thương hiệu của người Việt nhưng người chủ quán lại là người nước ngoài. Thì anh có cảm xúc như thế nào khi mà cảm nhận được hương vị đặc sản quê nhà ở một nơi xa xôi như thế ạ? Xin chào quý khán giả. Cảm giác đầu tiên của tôi là sự thích thú. Tôi thích thú khi nhìn thấy dòng chữ cà phê sữa đá bằng tiếng Việt với đầy đủ dấu y như là ở Việt Nam vậy. Sự thích thú thứ hai đó là cà phê sữa đá là một món đồ uống phổ biến ở Việt Nam, mà nó là một món đồ uống đường phố chứ không phải là một thứ đặc sản cầu kỳ, mà nó lại được nhiều người ở đây biết đến như vậy. Cảm giác thứ ba là sự thắc mắc. Tôi thắc mắc là tại sao lại là một người nước ngoài, không phải là một người Việt Nam pha chế thứ đồ uống này để bán tại Anh Quốc. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là ở châu Âu trong lĩnh vực ẩm thực thì người ta rất coi trọng cái yếu tố con người chế biến ra các thứ đồ uống hoặc là các thứ đồ ăn đặc sản. Chúng ta đều biết rằng là một đặc sản thì luôn gắn với một vùng miền hoặc một đất nước cụ thể nào đó, và nó sẽ là mỹ mãn nếu như là món đặc sản đó được chính người dân của vùng đất đó hoặc là của nước đó chế biến. Dạ vâng, cà phê sữa đá thì được chủ quán pha theo cách mà người Việt dạy cho chính chủ quán, nấu sữa đặc với cà phê để hương sữa hòa quyện với vị cà phê. Phải chăng đây là một công thức thú vị, sáng tạo và anh uống có thấy sự khác biệt với cà phê sữa đá ở Việt Nam hay không và vì sao ạ? Tôi cũng không rõ là ở Việt Nam thì có nhiều nơi người ta pha chế cà phê sữa đá theo cái cách là nấu sữa bên trong cà phê hay không. Nhưng mà tôi có tìm hiểu trên một số trang web hướng dẫn cách pha cà phê sữa đá theo kiểu Sài Gòn thì họ không nói đến việc là nấu sữa trong cà phê, mà chỉ nói đến việc là khuấy sữa trong cà phê thôi. Khi tôi uống cốc cà phê sữa đá ở London thì tôi thấy nó rất ngon. Đương nhiên là với một cảm giác thích thú như của tôi ấy, thì có thể sẽ làm cho cốc cà phê đó ngon hơn. Nhưng chắc chắn rằng việc nấu sữa bên trong cà phê sẽ tạo ra một hương vị khác so với việc nếu chúng ta chỉ có khuấy sữa trong cà phê mà thôi. Và cũng không loại trừ khả năng là cái sữa ở bên này cũng có thể có hương vị khác so với thứ sữa mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam. Xin mời trường quay. Vâng ạ. Thưa quý vị, tôi còn được biết là ở khu vực châu Âu rộng lớn thì có một cái quán cà phê sữa đá, cái thứ uống từ những hạt cà phê nguyên chất được trồng ở cao nguyên đất đỏ của Việt Nam. Phóng sự được ghi lại từ một nhà báo đã từng gắn bó với kênh VTC16, đã từng cố vấn các chương trình về nông nghiệp của nông thôn. Vậy thì thưa nhà báo Trần Quy, anh nhận thấy là cà phê ở Việt Nam của chúng ta đang ở đâu trong lòng của người tiêu dùng trên thế giới hiện nay thưa anh? Các thương hiệu cà phê lớn trên thế giới thì phần lớn là họ sử dụng các nguyên liệu nhập khẩu từ các nước trồng nhiều cà phê như Brazil hay là Việt Nam, và họ thu được phần lớn lợi nhuận từ cái chuỗi giá trị của hạt cà phê. Đây cũng là hiện tượng chung của nông sản Việt Nam. Trong số những cái nỗ lực để đưa thương hiệu của cà phê Việt Nam ra thế giới, chúng ta có thể kể đến những nỗ lực của Vina Cà Phê hay là của cà phê Trung Nguyên. Nhưng những nỗ lực này dường như là chưa đủ để có thể cạnh tranh với những gã khổng lồ trong lĩnh vực cà phê. Chúng ta có thể kể ra những tên tuổi lớn như là Starbucks, như là Nescafe hay là như là Costa. Điều đó nói là các thương hiệu cà phê của Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với những tên tuổi lớn của cà phê mà như tôi vừa kể, bởi vì các doanh nghiệp cà phê của Việt Nam tiềm lực rồi kinh nghiệm có lẽ cũng không ăn thua gì so với những tập đoàn cà phê lớn trên thế giới, và xuất phát điểm của chúng ta lại còn chậm hơn nữa. Do vậy, việc cạnh tranh với các tập đoàn lớn đó,
họ vốn đã có một cái hệ thống phân phối đầy đủ với những chi phí về marketing, chi phí về tìm hiểu thị trường, chi phí xây dựng hệ thống phân phối gần như đã được khấu hao hết. Và do vậy thì cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cà phê Việt Nam với các tập đoàn cà phê lớn trên thế giới sẽ là rất khó khăn. Xin mời trường quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Trần Uy và chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhà báo Trần Uy sau mỗi phút nữa. Như là cảm nhận của nhà báo Trần Uy thì đúng là sự thích thú khi mà anh bất ngờ nhận ra một quán cà phê sữa đá của một người nước ngoài làm chủ, nhưng biển quảng cáo đồ uống lại mang tên tiếng Việt đầy đủ dấu y như là ở Việt Nam vậy. Phong cách thiết kế quán thì cũng vô cùng bình dân, giống như là các quán cà phê vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh và ở một số địa phương của miền Tây Nam Bộ khác ạ. Tôi thì nghĩ rằng là nhà báo Trần Uy sẽ cảm thấy là Việt Nam đang ở rất gần và anh cũng cảm thấy tự hào bởi vì người nước ngoài lại rất là đam mê hương vị cà phê có 102 của Việt Nam. Một thứ uống phổ biến không phải là đặc sản cầu kỳ nhưng lại được những cư dân ở London chọn là thức uống đặc biệt cho ngày cuối tuần đẹp trời ở châu Âu. Không biết là chị Bích Phượng và các khán giả của chúng ta có nhớ đến cái lời bình của nhà báo Trần Uy hay không? Tôi thì nhớ rất rõ. Cái câu là những ngày đẹp trời như thế này ở châu Âu là rất quý và lựa chọn một cái thứ đồ uống cho một ngày đẹp trời không phải là sự lựa chọn dễ dãi, đúng không ạ? Dạ, cà phê Việt Nam thì đúng là đã tạo nên một sự khác biệt rõ ràng giữa vô vàn các thương hiệu cà phê lớn nổi tiếng trên toàn thế giới. Và tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng đặt ra câu hỏi, thương hiệu cà phê Việt Nam đang ở đâu trên thị trường thế giới? Hướng đi nào cho thương hiệu cà phê Việt Nam bứt phá trong thời gian tới? Và tôi nghĩ rằng cái điều trăn trở này cũng là cái điều trăn trở của rất nhiều các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cả người nông dân của chúng ta cùng nhau thay đổi cái phương thức sản xuất để đưa cái hương vị cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới và sánh với các thương hiệu cà phê trên thế giới, nhằm tạo nên cái sự khác biệt chỉ có ở cà phê Việt Nam của chúng ta mà thôi. Vâng, Việt Nam là nơi tạo ra nguồn nguyên liệu cà phê ngon bậc nhất trên thế giới. Có rất nhiều những thương hiệu lớn về cà phê đã lựa chọn Việt Nam của chúng ta trở thành vùng nguyên liệu chung để cho cà phê cao cấp của họ. Và chúng ta cảm thấy rất là tự hào vì điều này. Người Việt thì vẫn đang dần dần khẳng định được thương hiệu cà phê từ loại hạt được đem tới từ nước Pháp xa xôi. Và để nâng cao được giá trị của hạt cà phê từ Việt Nam, đặc biệt là cà phê Arabica trên thế giới, thì có lẽ người làm cà phê cần có những chính sách thay đổi. Một trong những điều cần thay đổi có thể là chiến lược kinh doanh chẳng hạn, có phải không anh Việt Cường? Vâng, và để có thêm quan điểm về điều này thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại trò chuyện với nhà báo Trần Uy về cách làm thế nào để nâng cao giá trị hạt cà phê của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vâng ạ, xin được kết nối với nhà báo Trần Uy từ trường quay của chúng tôi. Thưa anh, hiện nay thì hướng đi của cà phê Việt Nam có thể là xây dựng được năng lực cạnh tranh trên thế giới, nâng cao được giá trị lợi nhuận từ hạt cà phê. Từ đó thì chúng ta cũng có thể thấy là tăng thêm nguồn thu nhập cho người nông dân Việt Nam hiện nay, đúng không ạ? Cách đi có lẽ hợp lý của ngành cà phê Việt Nam có lẽ sẽ là việc lựa chọn những thị trường ngách và với những đối tượng khách hàng cụ thể, ví dụ như là những khách hàng là những người đã từng đi du lịch Việt Nam, đó có thể là một nguồn khách tiềm năng cho cà phê của Việt Nam. Và đương nhiên là chúng ta cũng cần một chiến lược dài hạn, thậm chí là một chiến lược ở tầm quốc gia, giống như cách mà chính phủ New Zealand đã làm để xuất khẩu trái kiwi của họ ra thế giới. Cách làm của chính phủ New Zealand thì đã giúp cho quả kiwi tăng lên đáng kể về giá trị lợi nhuận cho tới diện trồng. Đó là chính phủ New Zealand thì cho ra đời tổ chức New Zealand Kiwi Fruit Marketing Board, là cơ quan duy nhất được quyền mua, phân phối và tiếp thị mặt hàng kiwi ra thị trường thế giới. Và thương hiệu Zespri đã ra đời. Như vậy thì theo như quan điểm của nhà báo Trần Uy thì cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện theo phương thức này để có thể đồng bộ kiểm soát chất lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới. Vâng ạ, tôi nghĩ cái chiến lược mang tầm quốc gia như nhà báo Trần Uy vừa đề cập thì cũng sẽ là một cái gợi ý khá là hay cho ngành cà phê của Việt Nam. Thưa quý vị, thế nhưng ở một cái góc độ khác thì tôi cũng muốn đặt câu hỏi cho nhà báo Trần Uy là liệu là với kinh nghiệm mà sống lâu năm ở nước ngoài của nhà báo như vậy thì chúng ta thấy là hạt cà phê của Việt Nam hay là bất kỳ một loại nông sản nào khác của Việt Nam của chúng ta có cái khả năng thâm nhập và tìm được cái chỗ đứng trên thị trường ở nước ngoài hay không ạ? Chúng ta đều biết rằng là ở các nước phát triển châu Âu và Mỹ thì cái nền ẩm thực của họ nếu như so với ẩm thực của Việt Nam thì có lẽ sẽ không bằng về độ tinh tế, độ cầu kỳ. Những người dân ở các nước này thì họ cũng dành rất ít thời gian cho việc nấu nướng, họ sử dụng rất nhiều đồ ăn nhanh, họ dành nhiều thời gian hơn để đi chơi và là để cho giải trí. Và nhưng cũng chính vì thế cho nên là họ rất muốn thử, rất muốn khám phá, muốn trải nghiệm những món ẩm thực đến từ các nước mà có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là Thái Lan,
là hai nước mà đã có cái nền ẩm thực được phổ biến tương đối rộng rãi ở nhiều nước phát triển cách đây và đã bắt đầu từ khoảng vài chục năm nay. Và bây giờ là thời điểm, có lẽ là thời cơ của ẩm thực Việt Nam để có thể được phổ biến trên toàn thế giới. Dạ vâng, xin được quay trở lại với câu chuyện về phóng sự mà nhà báo Trần Uy đã thực hiện tại London. Thì về quán cà phê với hương vị cà phê sữa đá đúng chất ở Việt Nam, ngay tại Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh không phải là dễ dàng kiếm được, mặc dù cà phê ở Việt Nam là thức uống phổ biến. Nhưng ở ngay tại London, một quán cà phê sữa đá mang phong cách bình dân, một nét văn hóa của người Việt lại được người châu Âu chọn làm thức uống relax những ngày cuối tuần. Điều này gợi cho anh những suy nghĩ như thế nào về người Việt đang sinh sống tại nơi sinh ra cà phê và liệu đã được thưởng thức thứ uống đúng vị hay chưa và vì sao? Xin được mời anh ạ. Ở một góc độ khác, tôi muốn nói đến một thực tế, đó là tại Việt Nam hiện nay thì những nông sản, những gọi là của ngon vật lạ, những sản phẩm sạch được dùng chủ yếu để xuất khẩu mà nó lại không được tiêu thụ trong thị trường Việt Nam. Muốn như vậy thì rõ ràng là cần một cái có lẽ cần một chiến lược nông nghiệp ở tầm quốc gia, sao cho chúng ta có thể làm giảm chi phí sản xuất ra những nông sản sạch chất lượng cao, hoặc là chúng ta có thể nâng được thu nhập của những người dân, thu nhập trung bình của những người dân đủ để chi trả cho những món nông sản sạch và chất lượng cao. Và như vậy thì cũng cần những cái chiến lược dài hạn ở tầm quốc gia để có thể thay đổi cái thực tế là chúng ta cứ phải đem xuất khẩu để dành để xuất khẩu tất cả những cái nông sản, những củ ngon vật lạ chúng ta sản xuất ra, trong khi đó thì người dân trong nước lại không được hưởng. Xin mời trưởng quay. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ nhà báo Trần Uy và xin được chúc anh sẽ có một năm mới Tân Sửu 2021 thật nhiều sức khỏe và thật an khang thịnh vượng, thật thành công nữa. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại anh với rất nhiều những câu chuyện, những góc nhìn khác về nông sản Việt Nam. Thưa quý vị, hương vị cà phê Việt Nam của chúng ta thì hiện nay đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới rồi. Và chúng ta có quyền tự hào về người nông dân Việt Nam đã sản xuất ra hạt cà phê khiến cho người tiêu dùng trên khắp thế giới phải trầm trồ khen ngợi. Bởi vì cà phê sữa đá Việt Nam đã từng được trang Traveler của Australia bình chọn là một trong 10 loại cà phê ngon nhất trên thế giới, cùng với một số thức uống nổi tiếng khác như là espresso của Italia hay là capi của là Ấn Độ nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nhìn lại cách xây dựng thương hiệu cà phê Việt để khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thế giới.